Hello, xin chào các bạn. Video này mình tiếp tục giới thiệu 5 sản phẩm giá tốt trên Lazada. Đầu tiên đó là cái máy tập cơ bụng, giá đang là 45.000 thì giá trước đây là cứ khoảng 6-7 chục ấy. Mình cũng có mua cái máy này rồi và sẽ up video sớm cho các bạn xem. Tiếp theo đó là cái kính mát, giá rất là rẻ, 10.000 thôi. Vâng, và các shop khác đang bán với giá 27.000 này, quá rẻ luôn. Kính mát cho các bạn nữ. Và sản phẩm thứ ba đó là bếp ga du lịch mini thân sơn tĩnh điện, giá cũng rất rẻ, 97.000 và bảo hành 1 năm, xuất xứ tại Việt Nam. Đó, và các thông số các bạn thể vào link để xem. Mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video hoặc là trong comment video này. Sản phẩm thứ tư đó là đồng hồ nam, rất là sang trọng. Các bạn nhìn qua rất đẹp, đã có bạn mua và đánh giá sản phẩm này tốt trong tầm tiền. Giá 65.000 rất rẻ, rẻ và đẹp, bằng dây kim loại, thiết kế rất là sang trọng. Và sản phẩm cuối cùng đó là bộ hai gối hơi, hai bịt mắt, hai bịt tai, giá siêu rẻ, 28.000. Đây, có hai màu xanh và đỏ. Đấy, tất cả là 6 sản phẩm mà giá chỉ 28.000 thôi. Các shop khác đang bán với giá 49.000, 69.000. Tham gia nhóm một mã giảm giá.com để nhận mã giảm giá và các tin khuyến mãi hot. Hoặc nhóm kathen.com để săn hàng giá rẻ. Link nhóm ở mô tả hoặc trong comment. Ok, như vậy là video này mình đã giới thiệu 5 sản phẩm giá rất tốt trên Lazada. Các bạn cảm thấy video ấy, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm giá tốt nhất ở những video sau. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.